Vâng, xin chào mọi người. Bây giờ, ngay bây giờ sẽ là trận chiến giữa Phan Thanh Giản gặp Ngô Hoàng Thiên Ân. Ở trận đấu này thì Phan Thanh Giản được quyền đi tiên. Vừa rồi là một pha nhảy chiếu thẳng qua mồm sĩ của Phan Thanh Giản. Tên xanh hiện đang gợi tượng, như các bạn đã thấy là đang trong tình trạng phải chống đỡ. Phan Thanh Giản cầm cây đi hậu, đến từ Hội An. Người đến từ Hội An nghe như kiểu người đến từ Triều Châu, xưa thích bài hát đấy. Bên kia là Ngô Hoàng Thiên Ân, đến từ Đà Nẵng. Đây là trận đấu cơ nhanh, thời gian dành cho Giản đang là 5 phút và Ngô Hoàng Thiên Ân là 3. Đặng Hữu Trang và Trần Huỳnh Silla vừa có mặt là lá thăm may mắn đã đưa Trang đi tiên trận đấu thứ 3 của vòng 1/8. Ăn pháo rồi, rất là khó và ưu thế đang vượt trội như ở bên đỏ. Các bạn đã thấy mặt cái ông trọng tài mặc áo nâu đeo kính ngô ngố là mặt ông Nguyễn Phú Quốc ấy. Suốt ngày khoe em đẹp dài đấy, không ai hưởng ứng cả. Để tí em xem lịch, đợi em tí đang live stream. Người đẹp dài thực sự người ta không bao giờ khoe đấy. Tự người ta phải công nhận đấy. Những ông mà đẹp dài vừa vừa thì mới hay khoe, giống như bọn nhà giàu ấy. Bọn nhà giàu nó nhiều tiền không bao giờ khoe nhiều tiền, chỉ bọn mới giàu bắt đầu mới bảo tôi mua ô tô. Bọn giàu thực sự không bao giờ khoe cả. Và Nguyễn Phú Quốc toàn tự hào mình đẹp dài này, tự like, tự khen, tự bảo hôm nay đẹp trai quá, xong like một cái. Đang là trọng tài. Nói vui một chút, mời anh em nhìn vào bán đấu. Rõ ràng là đang phải xử lý con mã 8 của bên xanh. Thế thì đại ca bảo sao nhỉ, lịch á? Định như chiều nay đánh chẳng biết đâu, con không ngơi cửa. Thì đúng rồi, chiều tăng lắm anh. Chiều tăng lắm, lại trực tiếp mà. Chiều nay 2 trận trực tiếp. Mạng thì không thịt vàng, cứ bây giờ. Ôi thua luôn rồi, và rất khó đi. Cái món live stream của anh em mình là hơi chậm một tí đúng không? Hơi chậm một tí, bắt tay bắt chân. Hôm nay mấy ông Hội An kinh quá và vào hết tứ kết rồi. Rất là phí. Tân mập còn đang chê đấy, chê là đánh tầm bậy tầm bạ. Đây nặng quá đúng không?
Tí lên nữa gọi thúc cho nó lên tự. Sĩ mần cà phê xin tới đấy hả? Làm đâu 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 tăng này đâu đắt này. Mặt Trường bất mãn lắm, có vẻ bất mãn. Mặt Trường rất bất mãn. Không hài lòng. Ừ, không hài lòng. Anh em ơi, tạm thời kết thúc cái này nhá. Để trận sau chuẩn bị trực tiếp trận của Trang với cả Trần Huỳnh Silla nhá. Ok anh em.